Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh podcast Khám phá lịch sử. Tôi là Ngọc Mai và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một bí ẩn lịch sử đầy hấp dẫn, đó là cái chết của vua Quang Trung. Thực sự, tôi rất tò mò về vị vua tài ba này, một người chưa từng thất bại trên chiến trường. Vậy mà sự ra đi đột ngột của ông ở tuổi 40 để lại bao nhiêu tiếc nuối. Hôm nay, chúng ta rất may mắn có được sự tham gia của chuyên gia lịch sử Nguyễn Trần Hưng, người đã dành nhiều năm nghiên cứu về giai đoạn lịch sử này. Chào anh Hưng, anh có thể chia sẻ với chúng ta một góc nhìn thú vị nào đó về cái chết của vua Quang Trung không? Chào Ngọc Mai và quý vị thính giả. Cái chết của vua Quang Trung quả thực là một chủ đề hấp dẫn. Điều thú vị là có rất nhiều giả thuyết xoay quanh sự kiện này, từ bệnh tật cho đến âm mưu đầu độc. Tôi còn nhớ một lần đọc trong Đại Nam liệt truyện, có ghi chép lại một câu chuyện khá ly kỳ về việc vua Quang Trung bị một thần nhân cầm gậy sắt đánh vào trán rồi ngã bệnh. Ngọc Mai nghĩ sao về câu chuyện này? Nghe như chuyện thần thoại vậy anh Hưng. Liệu có phải chỉ là lời đồn thổi nhằm mục đích nào đó không? Tôi thì nghĩ chắc vua Quang Trung mất vì bệnh nặng thôi, chẳng hạn như đột quỵ chẳng hạn. Đột quỵ. Một giả thuyết hợp lý đấy Ngọc Mai. Với cường độ làm việc cao, lại thêm những căng thẳng trên chiến trường, bệnh tật là điều khó tránh khỏi nhưng điều thú vị là còn có một giả thuyết khác liên quan đến vua càn long nhà thanh thật sao nhà thanh anh đang nói đến giả thuyết vua quang trung bị đầu độc phải không chính xác trong hoàng lê nhất thống chí và đại nam chính biên liệt truyện đều có ghi chép về việc vua quang trung sai sứ sang cầu hôn công chúa nhà thanh và đòi lại đất hai tỉnh quảng đông quảng tây ngọc mai có nghĩ rằng đây có thể là nguyên nhân khiến vua càn long muốn trừ khử vua quang trung không Điều này thú vị quá. Tôi chưa từng nghĩ đến khả năng này. Nhưng nếu vua Càn Long muốn ám hại vua Quang Trung, tại sao lại đồng ý gả công chúa và trả lại đất? Đó mới chính là điểm đáng ngờ. Có giả thuyết cho rằng vua Càn Long đã tầm độc vào chiếc áo bào bang tặng cho vua Quang Trung. Tuy nhiên, giả thuyết này cũng có nhiều điểm chưa thuyết phục. Một vị vua cẩn trọng như Quang Trung chắc chắn sẽ kiểm tra kỹ lưỡng mọi món quà được tặng. Hơn nữa, trên áo bào lại theo bảy chữ. Sa tâm chết trục, đa điền thử. Nếu ghép hai chữ sa và tâm, lại sẽ thành chữ huệ. Tên của vua Quang Trung lại còn nhắc đến năm tí. trùng với năm mất của vua, chẳng phải quá lộ liễu sao? Đúng là có gì đó rất mờ ám. Vậy theo anh Hưng, đâu mới là nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của vua Quang Trung? Thực ra, đến nay vẫn chưa có một kết luận chính thức nào. Mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở mức giả thuyết. Tuy nhiên theo tôi, Giả thuyết vua Quang Trung mất vì bệnh tật vẫn có sức thuyết phục hơn cả. Ông là một người làm việc không biết mệt mỏi, lại thường xuyên phải lo nghĩ việc nước, việc quân, sức khỏe của ông chắc chắn bị ảnh hưởng rất nhiều. Vâng, cảm ơn những chia sẻ rất thú vị của anh Hưng. Qua cuộc trò chuyện này, tôi đã hiểu thêm rất nhiều về những giả thuyết xoay quanh cái chết của vua Quang Trung. Dù chưa có lời giải đáp cuối cùng, nhưng những câu chuyện và phân tích của anh Hưng đã giúp chúng ta có cái nhìn đa chiều hơn về vấn đề này. Cảm ơn Ngọc Mai đã cho tôi cơ hội được chia sẻ những kiến thức này với quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những số podcast tiếp của khám phá lịch sử. Some tires lie.